quán ấy đây. Ngấy bảo rồi. Đây, dạ chú. Em người quán về đây. 2 triệu mấy, gần 3 triệu đây. 3 triệu mấy một cái xe ạ? Chả thế thì sao? Thế nào á? Thế là loại địa hình còn hình như loại này dạ. Hơn triệu. Ơ lại như này triệu. Ê, con gì đấy, đuôi dài hả? Đó. Mệt lắm. Để cho chúng nó đi xe đạp cho nó khỏe. Đầu tư một con chạy anh nghĩ là cái đấy bây giờ anh phải hiểu là một tháng cũng chỉ được bỏ được khoảng được tầm độ 6-7 triệu. Trong khi đó sáng phải đi sớm, trưa phải đi đón, chiều đưa đi, tối đón về, em là chỉ có thời gian. Gần như là mình không còn thời gian. Đúng rồi, ngày kia là bắt đầu rồi. Mai, bắt đầu từ mai 15. Thằng Sơn tranh nó khác chạy vào ấy nhỉ? Nó không chạy với điện rồi, chả ngoại, với điện nó không vào. Ít nó không bỏ chạy. Chạy như thế, con cái thì mình nó đúng giờ, đúng giấc mà an toàn. Nó an toàn hơn nhiều, không như đi xe đạp nó khỏe, chẳng làm sao cả. Đúng giờ đúng giấc. Đi xe đạp thì tốt mà. Con nhà em kể cả nó chưa có luật đấy, con Trung Ngọc biết cháu bảo đấy, con nhà cháu sau trong cấp 2 chỉ có đi xe đạp, chẳng bao giờ có xác định xe đạp điện, bảo thẳng luôn từ đâu. Chẳng có cái gì cả, đạp trước mình đạp suốt được, còn dốc bông hoài về còn đuối sắp chết còn không đi được kia. Rèn cho chúng nó đi nó mới biết quý trọng. A à, rua nhau thì chúng nó càng ngày nó càng làm chúng nó hư hỏng, chẳng làm cái gì cả. Rèn cho nó khổ nó mới biết quý trọng đồng tiền. Riêng con em chỉ có rèn cho khổ thôi, chỉ có ăn sướng thôi, chứ còn cái chế độ đi học con em không bao giờ có đấy. Giờ bọn kia em chỉ có chuyện đi xe đạp. Tư tưởng là phải xác định từ đầu.